nay chúng ta sẽ học về thơ trữ tình. Và cái nội dung mà chúng ta cần học đó là về cấu tứ và yếu tố tượng trưng trong thơ trữ tình. Đầu tiên, thế nào là cấu tứ của thơ trữ tình, của một bài thơ trữ tình đây? Em có thể quan sát vào trong sách giáo khoa và có thể trình bày cho chị được không? Về cấu tứ trong thơ trữ tình nào? Cấu tứ là cách triển khai của tổ chức hình ảnh và mạch cảm xúc của bài thơ. Nó là cái cách thức triển khai và tổ chức hình ảnh và mạch cảm xúc, đúng không ạ? Vậy thì sẽ có một số cách tổ chức cấu tứ như thế nào nhỉ? Tương đồng, tương phản, tâm cấp, chuyển hóa hoặc thống nhất các mặt đối lập. À rồi, có một số cách tổ chức cấu tứ thường gặp, ví dụ như tương đồng. À, chúng ta hiểu như thế nào về cách tổ chức cấu tứ tương đồng nhỉ? Tức là khi mà trong một bài thơ trữ tình thì người viết họ sẽ tổ chức những cái hình ảnh mang tính tương đồng với nhau, đúng không? Hoặc là những cái mạch cảm xúc của họ từ đầu bài thơ cho đến cuối bài thơ nó tương đồng và thống nhất với nhau. Còn tương phản thì sao? Có thể là người viết sẽ sử dụng những cái hình ảnh mang tính đối lập nhau, tương phản nhau, và mạch cảm xúc cũng như vậy. Hay là tăng cấp cũng vậy, có thể là mạch cảm xúc sẽ tăng cấp dần hoặc là giảm dần, đúng không ạ? Cái này một lúc nữa chúng ta sẽ cùng lấy ví dụ để làm rõ nhé. Thì đấy là một số cách tổ chức cấu tứ thường gặp: tương phản này, tương đồng này, tăng cấp hay là chuyển hóa hoặc thống nhất giữa các mặt đối lập, giữa động với tính này, không gian, thời gian, cảnh và tình, vân vân. Còn rất nhiều cách tổ chức cấu tứ khác nhau nữa thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong những cái ví dụ phía sau. Thứ hai, muốn giới thiệu với em về thơ có yếu tố tượng trưng. Thì thường chúng ta thấy những cái bài thơ trữ tình ấy thường sẽ được sử dụng rất nhiều những cái hình ảnh mang tính tượng trưng. Vậy thế nào là yếu tố tượng trưng trong thơ trữ tình? Là thơ có những hình ảnh mang tính biểu tượng. À đúng rồi, cái yếu tố tượng trưng trong thơ trữ tình chúng ta có thể khẳng định đó là những cái việc sử dụng những cái hình ảnh mang tính biểu tượng, có giá trị biểu đạt cao, đúng không? Gọi cho người đọc nhiều liên tưởng sâu xa. Chúng ta có thể thấy một số những cái hình ảnh trong thơ ấy, nó rất là nhỏ thôi nhưng mà lại gọi cho chúng ta liên tưởng đến những cái nội dung, những cái hình ảnh lớn lao hơn, đúng không ạ? Từ đấy gọi ra ý nghĩa của văn bản, thì đấy là yếu tố tượng trưng trong thơ trữ tình. Cái yếu tố tượng trưng ấy nó được thể hiện là cái hình ảnh mang tính biểu tượng cao, nhớ nhá, và nó gọi lên những cái liên tưởng sâu xa cho người đọc. Thì chúng ta thấy là gì, trong đặc biệt là trong thơ cổ, trong thơ cổ, thơ xưa ấy, hay là với Việt Nam thì chúng ta có thơ trung đại. Em đã được học về cái thơ Thất Ngôn Bát Cú này, Thất Ngôn Tứ Tuyệt, đúng không? Những cái dạng thơ đường luật ấy đấy, thì chúng ta thấy đấy là một trong số gọi là thơ trung đại của Việt Nam. Thì những cái yếu tố tượng trưng này này nó được thể hiện qua những cái hình ảnh mang tính tượng trưng, và những cái hình ảnh này có tính công thức và gắn với truyền thống văn hóa cộng đồng. Nó thường thể hiện thông qua những cái hình ảnh có tính công thức và gắn với truyền thống văn hóa cộng đồng. Chị có thể lấy ví dụ cho em nhé. Ví dụ như là trong thơ xưa ấy, thường lấy hình ảnh thuyền và bến để tượng trưng cho hai đối tượng. Cụ thể em có biết đấy là hai đối tượng gì không? Thuyền, thường sử dụng hình ảnh thuyền để tượng trưng cho ai? Trong ca dao đi, trong ca dao Việt Nam ví dụ nhá, thuyền về có nhớ bến Trăng, bến thì một dạng khăng khăng đợi thuyền. Theo em hình ảnh thuyền ở đây sẽ gọi cho em liên tưởng đến đối tượng nào? Thuyền sẽ tượng trưng cho người con trai hay là người con gái đây? Thuyền về có nhớ bến Trăng, bến thì một dạng khăng khăng đợi thuyền. Thuyền là người con trai. Thuyền là người con trai. Vì sao em lại liên tưởng thuyền là người con trai nhỉ? Câu sau là bến thì khăng khăng đợi thuyền. Thì sao? Con trai đợi con gái thì có làm sao đâu. Tại sao cứ phải là bến phải là con gái là phải đợi con trai? Tại vì thuyền về là con trai hay đi ạ? Đúng rồi, chính xác. Đấy mới là cái đúng đấy. Tức là trong thơ xưa, trong cái thời trung đại ấy, hoặc là ở cái thời mà ca dao chúng ta ấy, thì người con trai sẽ là người có học thức nhiều hơn, có cơ hội để đi được học tập, được ra ngoài, được mở mang kiến thức nhiều hơn. Còn người con gái trong trong cái thời trung đại của chúng ta thì sao ạ?
thường là ở nhà chăm lo việc gia đình, đúng không ạ? Vậy thì cái hình ảnh thuyền mà thường đi ấy, nó sẽ biểu tượng cho người con trai, tức là người ra đi, người hay đi ấy. Còn bến thì sẽ thường tượng trưng cho người phụ nữ ở nhà chờ đợi chồng ấy, đúng không ạ? Vậy thì cái hình ảnh thuyền và bến này, nó được lặp đi lặp lại rất nhiều trong ca dao Việt Nam, trong những cái bài thơ trung đại, trong bài thơ cổ chẳng hạn. Đấy, nó được lặp đi lặp lại rất nhiều và nó mang cái tính tượng trưng, nó mang cái tính công thức là như vậy. Khi chúng ta nhắc đến thuyền, chúng ta liên tưởng đến ngay đấy là người con trai, người ra đi. Còn nhắc đến hình ảnh bến là chúng ta có thể nghĩ ngay đến đấy có thể là người phụ nữ, người ở lại, đúng không ạ? Hay là đặc biệt là trong thơ xưa, đặc biệt là như là trong Chuyện Kiều của Nguyễn Du ấy, thường hay nhắc đến những hình ảnh của hoa tùng này. Cây tùng thì thường, cây tùng sẽ thường mọc ở trên núi cao, đúng không? Khi mà với cái thời tiết khắc nghiệt của cái môi trường đó, nhưng mà cây tùng vẫn phát triển rất là mạnh mẽ, nó thể hiện một cái sức sống rất là bền bỉ ấy. Bởi vậy cho nên là cây tùng là một loài cây tượng trưng cho ý chí, cái khí thế của người nam nhi. Kể cả cúc, hoa cúc, cây trúc hay là cây mai cũng như vậy. Ở về nhà thì em có thể tìm hiểu hơn về ý nghĩa của những cái loại hoa này nhá. Ví dụ hoa cúc chẳng hạn, hoa cúc là biểu tượng của mùa thu, đúng không? Thì hình ảnh hoa cúc nó rất là đẹp. Nhưng đặc biệt là gì? Người ta thấy là hoa cúc khi mà héo ấy, thì lá của hoa của nó sẽ rũ xuống, nhưng mà không hề lìa khỏi thân xác, đúng không? Nó chỉ rũ xuống thôi, nó cũng chứng tỏ cái sức sống bền bỉ. Bởi vậy nó cũng tượng trưng cho đấng nam nhi. Thì cái hình ảnh tùng cúc trúc mai là cái hình ảnh mà trong thơ xưa thường sử dụng để tượng trưng cho vẻ đẹp của đấng nam nhi. Nó mang cái tính công thức, nó gắn liền với truyền thống văn hóa cộng đồng là bởi vậy nhá. Thì đấy là trong thơ cổ điển, hoặc là đặc biệt là hay là ở những cái bài thơ trung đại của Việt Nam cũng áp dụng rất nhiều những cái hình ảnh mang tính tượng trưng như này. Nhưng thơ hiện đại thì sao, nó có gì khác biệt hay không? Trong thơ hiện đại, về cơ bản các hình ảnh biểu tượng hay còn gọi là các hình ảnh tượng trưng ấy, nó sẽ được xây dựng thông qua nó được xây dựng dựa trên tình cảm, cảm xúc và cái nhận thức riêng của mỗi tác giả. Thường được xây dựng thông qua nhạc điệu, sự kết hợp bất thường giữa các hình ảnh, hay là các phép so sánh, ẩn dụ, vân vân. Ví dụ nhá, chị có thể ví dụ cho em. Cũng là một từ nó sẽ gọi cho chúng ta rất nhiều những cái liên tưởng sâu xa. Em đã học về gì nhỉ? Viếng Lăng Bác của nhà thơ Nguyễn Phương rồi, đúng không? Đó, thì chúng ta có câu thơ là gì? Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng. Gì nữa? Gì nữa nhỉ? Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ, được chưa? Đây, chúng ta đang xét về thơ hiện đại nha. Rồi, ở đây chúng ta thấy là những cái hình ảnh nào sẽ gợi cho em thấy là những cái hình ảnh nào sẽ gợi cho em những cái liên tưởng sâu xa nhỉ? Mặt trời. À, mặt trời. Mặt trời, đặc biệt là mặt trời trong câu nào? Trong câu thứ nhất hay trong câu thứ hai đây? Thứ hai. Tại sao hình ảnh mặt trời trong thơ thứ hai này nó lại gọi cho em những cái liên tưởng sâu xa? Vì là mặt trời trong lăng. Đúng rồi, đúng không ạ? Vậy thì chắc chắn đây không phải là hình ảnh mặt trời thực rồi, nó phải là biểu tượng cho một cái gì đấy, đúng không ạ? Vậy thì ở đây hình ảnh mặt trời biểu tượng cho ai ạ? Bác. Đúng, chính xác. Hình ảnh mặt trời biểu tượng cho Bác Hồ, đúng không? Tức là cái một cái hình ảnh mặt trời này, khi bạn đặt trong những cái hình ảnh khác liên quan đến nó, chúng ta lại thấy gọi lên cho chúng ta những cái liên tưởng khác ngoài cái ý nghĩa. Ví dụ mặt trời trong câu thứ nhất là mặt trời thực, được chưa? Nhưng mặt trời trong câu thơ thứ hai chúng ta có thể thấy nó không còn là mặt trời thực nữa, mà nó sẽ gọi cho chúng ta những cái liên tưởng sâu xa, đó là liên tưởng về Bác, và đây là nghệ thuật ẩn ẩn dụ. Nghệ thuật ẩn dụ. Vậy hình ảnh mặt trời là một trong số những cái hình ảnh biểu tượng, hay là còn gọi là hình ảnh tượng trưng đấy, đúng không?
Ừ, thế nhưng mà hình ảnh mặt trời này không phải trong bất kỳ ngữ liệu nào đều gợi cho chúng ta liên tưởng đến bác. Chị có thể lấy một cái ví dụ khác, ví dụ như là gì nhỉ? Mặt trời của bác thì nằm trên đồi, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng. À vậy thì cái mặt trời của mẹ em nằm trên lưng này nó lại gợi cho em liên tưởng đến ai khác? Mặt trời của bác thì nằm trên đồi, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng. Tình yêu. Tình yêu thương hay là gì? Mặt trời của mẹ. Đúng không ạ? Là em. Đúng rồi, chính là con đấy, chính là em đấy, là người con đấy, đúng không ạ? Nếu như mặt trời thực nhá, ở đem lại ánh sáng cho muôn dân, đúng không? Đem lại cái sức sống cho gọi là muôn loài, muôn người. Thì ở đây, trong câu thơ này, mặt trời ẩn dụ cho bác. Bởi vì sao? Bác đã đem lại cái cuộc sống hòa bình cho nhân nhân dân. Nó có sự tương đồng với mặt trời thực. Còn trong câu thơ kia của Nguyễn Khoan Điềm, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng ấy, thì cái hình ảnh mặt trời này tượng trưng cho người con. Có nghĩa là gì? Người con chính là cái nguồn sống của người, người mẹ. Nó cũng có sự tương đồng với hình ảnh mặt trời thực, được chưa? Nhưng nó lại gợi cho chúng ta liên tưởng đến đối tượng khác là người. Con. Người, con, thông qua cũng là hình ảnh ẩn, ẩn dụ. Vậy chúng ta có thể thấy là gì? Trong thơ hiện đại, về cơ bản những cái hình ảnh biểu tượng ấy, nó sẽ được sử dụng dựa vào cái sự hiểu biết cũng như là cái tình cảm, cảm xúc của từng tác giả. Đúng không? Ví dụ cùng là sử dụng một hình ảnh mặt trời đấy, nhưng mà nhà thơ ở Viễn Phương lại gợi cho người đọc liên tưởng đến bác. Còn nhà thơ Nguyễn Hoàn Điềm lại gợi cho người đọc liên tưởng đến hình ảnh người, người con. Thì đấy là sự khác biệt giữa những cái hình ảnh biểu tượng trong thơ cổ điển và trong thơ hiện đại. Ví dụ trong những cái bài thơ cổ điển, cứ nhắc đến hình ảnh thuyền và bến, chúng ta có thể liên tưởng đến ngay đấy là một đôi, một cặp đôi, đúng không? Thuyền thì tượng trưng cho người con trai này, bến thì tượng trưng cho người con gái này. Nhưng mà thơ hiện đại thì không như vậy. Chúng ta phải dựa vào tình cảm, cảm xúc, nội dung của tình cảm, cảm xúc của từng tác giả, nội dung của từng bài thơ, đúng không? Và cái sự liên tưởng của mỗi người, được chưa? Thì đấy là thơ hiện đại nhá. Vậy thì để làm sao để chúng ta có thể nhớ sâu hơn những cái kiến thức này và hiểu hơn, thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích một số ví dụ cùng với chị sau đây. À, ở đây chị có một ví dụ về bài thơ Thu Điếu. Em đã được học bài này chưa? Có được học bài thơ Thu Điếu chưa? Câu cá mùa thu của tác giả Nguyễn Khuyến đó. Câu cá mùa thu... Em nói là mấy bài không? Nguyễn Khuyến thì có 3 bài thơ thu, Thu Điếu, Thu Vịnh và Thu Ẩm. Thì đây sẽ là một trong 3 bài thơ thu đó. Chưa học. Chưa học đúng không? Ừ, ok, không sao cả. Em sẽ đọc qua bài thơ Thu Điếu cho chị nhá. Đọc qua một lượt này. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng biếc theo làn hơi gợi tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khoách khách vắng teo. Tựa gối buông cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân bèo. À, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ đó là xác định cấu tứ của bài thơ này nhá. Tức là cái việc tổ chức, cách thức tổ chức, sắp xếp hình ảnh và mạch cảm xúc của nhà thơ. Được chưa? Nào, và chúng ta cùng xem nào. Với bài thơ này chúng ta thấy xuất hiện những hình ảnh của những đối tượng nào? Xuất hiện hình ảnh của những đối tượng nào cho chị đọc? Đối tượng là ao thu, một chiếc thuyền. Ao thu, một chiếc thuyền, nó tượng trưng cho thiên nhiên hay con người đây? Đối tượng là thiên nhiên hay con người? Ok, thiên nhiên nhá. Đầu tiên là chúng ta thấy là một cái bức tranh thiên nhiên được vẽ ra, được chưa? Bức tranh thiên nhiên được vẽ ra với hình ảnh ao thu này, chiếc thuyền câu này, sóng biếc, lá vàng, tầng mây, ngõ trúc. Toàn bộ là bức tranh của thiên nhiên. Thế hai câu cuối thì sao? Em có thấy cái bức tranh của con người hiện ra hay không? Thông qua hình ảnh nào?
Tức là mối vô cần. À rồi, đây chính là hành động của con người. Vậy ở hai câu cuối chúng ta thấy một cái bức tranh hiện lên, đó là bức tranh về tâm trạng con người, được chưa ạ? Bức tranh về tâm trạng con người. Vậy thì ở đây cấu tứ của bài thơ này là gì ạ? Từ thiên nhiên sang con người thì nữa. Đúng rồi, từ bức tranh mùa thu, được chưa? Rồi đến với bức tranh tâm trạng. Chúng ta thấy cái cấu tứ ở đây là sự chuyển hóa từ cảnh tới tình. 6 câu đầu là cảnh, 2 câu sau là tình, đúng không? Chúng ta thấy cái sự sắp xếp chưa? 6 câu đầu chúng ta thấy là toàn bộ là bức tranh của cảnh, được chưa? Đã chuyển hóa sang tình. Đấy là cái sự gì đấy? Chuyển hóa từ cảnh tới tình, sự thống nhất giữa tính và động. Cái này thì phải phân tích chúng ta mới thấy được cái sự thống nhất giữa tính và động. Vì sao? Chúng ta thấy cái bức tranh thiên nhiên ở đây nhìn thì có vẻ là nó thực sự là nó rất là yên bình, yên ả, đúng không ạ? Nó có tĩnh, nó rất là tĩnh lặng. Thế nhưng nó cũng có cái động. Cái động được thể hiện ở đâu? Sóng biếc theo làn hơi gợn tím, phải chưa? Lá vàng thì khẽ đưa vèo, cá đông đớp động dưới chân bẹp. Nhưng mà những cái sự chuyển động này nó rất là khẽ khàng. Em có nhận thấy không? Hơi gợn tí nó có khẽ không ạ? Ừ, rồi thì khẽ đưa vèo, nó rất là khẽ và nó rất là nhanh, dường như là không có sự chuyển động luôn. Và cá đớp động cũng vậy. Vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy là nó có sự thống nhất giữa tĩnh và động. Lấy cái động thực chất là để tả cái tĩnh, thực chất là làm nổi bật là cái bức tranh thiên nhiên ở đây nó rất là tĩnh lặng, đúng không ạ? Thì đấy là cái cấu từ chúng ta có thể xác định trong bài thơ Thu Điếu nhá. Chúng ta có thể không xác định được sự thống nhất giữa tĩnh và động không sao cả, nhưng chúng ta phải thấy được cái sự chuyển hóa từ cảnh tới tình trong bài thơ, được chưa? Sang đến bài thơ Từ ấy, bài này chắc học quen thuộc với em rồi đúng không? Bài thơ Từ ấy của nhà thơ Tú Hữu là một bài thơ rất là tiêu biểu, rất là nổi tiếng. Vậy thì em có thể xác định cho chị cái cấu từ của bài thơ này được không? Thông qua việc là xác định những cái hình ảnh, những cái cảm xúc của tác giả được sắp xếp. Ở đây được sắp xếp qua 3 khổ thơ đúng không? Vậy thì việc làm của chúng ta đó là gì? Xác định cái tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình lần lượt trong 3 khổ này để thấy được cái cấu từ của bài thơ nhá. Ví dụ trong khổ thơ thứ đầu đi, khổ thơ đầu nhá, chúng ta có thể thấy cảm xúc gì của tác giả ở đây? Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim. Nội dung của khổ này là gì? Cảm xúc mà tác giả muốn thể hiện thông qua khổ này là gì? Hạnh phúc. À đúng rồi, chính là niềm vui, niềm hạnh phúc. Vì sao lại hạnh phúc ạ? Đúng chưa? Chúng ta biết từ ấy là một mốc son chói lọi trong cuộc đời của Tố Hữu. Em còn nhớ cái mốc son đó không? Từ ấy là từ khi Tố Hữu được giác ngộ lý tưởng cộng sản, được đứng trong hàng ngũ của đảng cộng sản ấy, tức là trở thành một đảng viên, được tham gia vào đảng để chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Vậy thì cái từ ấy đấy, từ khi mà Tố Hữu được giác ngộ lý tưởng cộng sản, được tham gia vào đội ngũ của đảng ấy, thì cái cuộc sống trong tâm hồn của nhà thơ trở nên như nào? Tươi vui hơn, đúng không ạ? Nó thể hiện thông qua hình ảnh nào đây? Hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim. Vậy thì ngay ở của thơ đầu chúng ta có thể thấy là từ cái mốc son chói lọi từ ấy đấy đã khiến cho tác giả có một cái niềm vui vô cùng lớn, chưa? Niềm vui vô cùng lớn được thể hiện rất rõ thông qua những cái hình ảnh ở vườn hoa lá này, đậm hương rộn tiếng chim này, nó rất là sôi động, nó rất là hào hứng, tràn trẻ sức sống, tràn trẻ liệu sống, đúng chưa? Rồi vậy thì nó từ niềm vui lớn nó lại chuyển hóa thành cái tình cảm gì nữa được thể hiện ở khổ thơ thứ hai? Tôi buộc lòng tôi với mọi người,
để tình trang trải từ trong nơi, để hồn tôi với bao hồn khổ gần gũi nhau thêm mạnh cuối đời. Cái nội dung của khổ hai là gì? Cái cảm xúc tác giả thể hiện trong khổ hai là gì? Bởi vì chúng ta xác định cấu tứ là chúng ta đang xác định cái cách sắp xếp mạch cảm xúc của nhà thơ, đúng không? Vậy thì việc của chúng ta là chúng ta phải xác định cái cảm xúc đó. Buồn đã. Buồn ư? Có buồn không? Để hồn tôi với bao hồn khổ. Hồn tôi với bao hồn khổ đây em có thể hiểu là gì? Để hồn mình có thể hòa cùng với những người khổ ngoài kia ấy, để thấu hiểu họ, hiểu không? Để thấu hiểu, để chia sẻ, để đồng cảm với những con người nghèo khổ. Vậy thì ở đây là một cái gì đây? Là niềm khao khát, là cái lẽ sống gì đây? Lẽ sống gì đây nhỉ? Gần gũi. Gần gũi và chan hòa với mọi người, được chưa? Từ niềm vui lớn nhà thơ chuyển đến cái lẽ sống lớn. Đó là lẽ sống chan hòa, lẽ sống đồng cảm, chia sẻ với những người khác, đặc biệt là những con người nghèo khổ, những con người khốn khổ đấy, đúng không ạ? Đặc biệt là đặt trong cái hoàn cảnh đất nước chúng ta vẫn còn chiến tranh ấy, thì những cái hồn khổ này này nó là vô cùng nhiều, đúng chưa? Rồi từ lẽ sống lớn tác giả lại chuyển hóa thành cái gì đây? Ở khổ thơ thứ ba, tôi đã là con của bạn nhà, là em của bạn kiếp phôn pha, là anh của bạn đầu em nhỏ không áo cơm của bật của bơ. À, từ việc là khao khát muốn được hòa nhập với mọi người, muốn được gần gũi với mọi người, đúng chưa? Muốn được cảm thông với mọi người, nhà thơ đã có một cái tình cảm gì đây? Đã là con của bạn nhà, tức là trở thành gia đình rồi ấy, đúng không? Không còn là cái sự đồng cảm thông thường nữa, mà là những người thân trong gia đình rồi. Nhà thơ tự coi nhà thơ là con của bạn nhà, là em của bạn kiếp phôi pha, là anh của bạn đầu em nhỏ. Tức là từ một cái lẽ sống lớn, tác giả chuyển hóa sang thành một cái gì đấy? Một cái tình cảm lớn. Tình cảm ở đây chính là tình cảm gia đình với muôn dân, đúng không? Coi nhân dân là gia đình của mình, không có sự phân biệt đối xử gì hết, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy là gì? Cái mạch cảm xúc của nhà thơ được tổ chức sắp xếp như thế nào đây? Đầu tiên là từ ấy được thể hiện là nhan đề nhá. Từ ấy là từ khi Tố Hữu được giác ngộ lý tưởng cộng sản của Đảng, đúng chưa? Được đứng trong cái đội ngũ hàng ngũ của Đảng, nhà thơ có sự chuyển hóa mạnh mẽ trong tâm hồn, dẫn đến niềm vui lớn. Từ niềm vui lớn, nhà thơ lại có một sự chuyển hóa trong lẽ sống. Đó là lẽ sống lớn, lẽ sống gần gũi chan hòa với mọi người. Từ lẽ sống lớn, tác giả lại có sự chuyển hóa mạnh mẽ trong tâm hồn. Đó là cái tình cảm lớn. Tình cảm ở đây chính là tình cảm gia đình với muôn dân, được chưa? Vậy thì chúng ta có thể thấy cái mạch cảm xúc của tác giả sắp xếp trong cụm thơ này chưa? Cấu tứ của bài thơ này là gì? Theo em đó là sự tương đồng hay tương phản, hay là tăng cấp hay là chuyển hóa nào? Tương đồng cái gì? Tương đồng thì phải tương đồng giữa cái gì với cái gì, đúng không ạ? Chuyển hóa nào? Ở đây chuyển hóa từ đâu đây? Chuyển hóa từ gì nhỉ? Chính xác. Rồi đến lẽ sống, rồi đến tình cảm, những cái chuyển hóa mạnh mẽ trong tâm hồn của nhà thơ từ khi nhà thơ giác ngộ lý tưởng, đúng chưa? Thì đấy chính là cái cấu từ, cái sự chuyển hóa tăng tốc theo cảm xúc của nhân vật trữ tình, đúng chưa? Đấy, chúng ta thấy đó là cái sự chuyển hóa nhé. Rồi chúng ta có thể xác định luôn những cái yếu tố tượng trưng trong bài thơ từ ấy cho chị này. Yếu tố tượng trưng có rất là nhiều, nhưng mà em chỉ xác định cho chị một vài những cái hình ảnh có giá trị tượng trưng, gọi cho em những cái liên tưởng sâu xa thôi, không cần phải xác định toàn bộ. Mặt trời chân lý. Mặt trời chân lý ở đây là chỉ cái gì đây? Đảng. Đúng rồi, đó chính là ánh sáng của đảng, đúng không? Vậy rõ ràng là với một từ mặt trời thôi nhá,
nhưng mà gì nhỉ, Viên Phương sử dụng trong ngữ cảnh của mình lại để chỉ bác, được chưa? Nguyễn Hoa Điềm thì được sử dụng để chỉ người con trong bài thơ, còn tác giả Tố Hữu của chúng ta lại sử dụng hình ảnh mặt trời đây lại để chỉ ánh sáng của lý tưởng, đúng không ạ? Đấy, thì với mỗi một nhà thơ thì những cái hình ảnh ý, tượng trưng ấy, nó được sử dụng với cái mục đích khác nhau, nó gọi lên những cái liên tưởng khác nhau, đúng không? Đó, ở đây chính xác hình ảnh mặt trời chân lý là một cái hình ảnh tiêu biểu, một hình ảnh tượng trưng tiêu biểu, hình ảnh ẩn dụ cho ánh sáng của lý tưởng cộng sản đấy, chiếu rọi vào tâm hồn của tác giả, đúng không? Vân vân, đương nhiên là còn rất nhiều những cái hình ảnh khác đều là hình ảnh tượng trưng, đều gọi cho chúng ta những cái liên tưởng, nhưng chúng ta chỉ cần phân tích một vài hình ảnh tiêu biểu để hiểu thôi nhá. Ok, à rồi, vậy vừa rồi chúng ta đã cùng phân tích để tìm hiểu cái yếu tố tượng trưng trong thơ hiện đại, được chưa? Vậy bây giờ chị sẽ lấy cho em một cái ví dụ trong thơ trung đại để chúng ta có thể hiểu được một số những cái nét tiêu biểu, một số những cái hình ảnh tượng trưng tiêu biểu trong thơ trung đại nhé. Đặc biệt là trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, là một tác phẩm nổi tiếng của thơ trung đại, của truyện thơ trung đại, thì chúng ta có thể thấy chị ở đây chị trích ra đoạn trích Chị Em Thúy Kiều này: Mai có cách viết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân lệ mười. Em có thể xác định cho chị những cái yếu tố tượng trưng được sử dụng trong cái đoạn thơ này. Khuôn trăng nét ngài. Nguyên khuôn trăng nét ngài gì nữa? Làng Thu Thủy. Làng Thu Thủy này. Làng nước mùa thu này, đúng không? Làng Thu Thủy là làng nước mùa thu đấy. Nét sơn sơn thì sao? Nét núi của mùa xuân. Mùa xuân, đúng chưa? Hoa thì ghen vì thua thắng, liễu thì hờn vì kém xanh. Ngay từ câu đầu, mai có cách tuyết tinh thần, tất cả những cái hình ảnh mai này, tuyết này, khuôn trang này, nét ngài này, hoa cười ngọc thớt, mây tuyết, làng Thu Thủy nét sơn sơn, hoa hay liễu, nó đều là những cái hình ảnh tượng trưng gọi cho chúng ta liên tưởng đến những người con gái như thế nào nhỉ? Đúng rồi, là những cái người con gái vô cùng là xinh đẹp, đúng không? Đấy, thì đây là những cái hình ảnh trong thơ xưa, như cái hình ảnh thiên nhiên như là liễu này, hoa này, vân vân, thì thường được sử dụng để tượng trưng cho nét đẹp yêu kiều, kiêu sa của người con gái nhá. Thì đấy chính là cái yếu tố tượng trưng.